Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn mới nghe Phong hát gì không? Đó, mấy bạn tin không? Phong rất là nghèo luôn mấy bạn ơi. Phong bây giờ đã trở thành người nghèo nhất trong Hero Team luôn rồi. Lý do vì sao? Là bởi vì Phong vừa chế tạo cho Phong một cái cây cưa bằng kim cương các bạn ơi. Đó, cây cưa này được làm bằng kim cương thiệt luôn nha. Bởi vì chế tạo bằng kim cương cho nên là Phong phải bán hết nhà để Phong gọi là chế tạo cây cúp này. Ồm nhầm cái cây gì ta, cây cây rìu này, cho nên là bây giờ Phong phá sản rồi. Trời ơi Phong nghèo muốn chết luôn các bạn. Cho nên là bây giờ Phong quyết định, bây giờ mình đã có được một cái cây gọi là cây cưa trong tay, Phong quyết định trở thành một anh chàng tiều phu đốn gỗ đó. Phong sẽ đi đốn gỗ, Phong bán, Phong kiếm tiền và dần dần Phong sẽ trở thành giám đốc gọi là buôn gỗ lớn nhất Hero Team đó. Phong sẽ trở thành đại gia bạn ơi. Ok, để mình đi mình cưa gỗ ra. Trời ơi, bởi vì nhà nghèo quá cho nên là bây giờ Phong phải đi đốn gỗ để Phong kiếm tiền ăn cơm mấy bạn ơi. Khổ ghê luôn á. À mà khoan, quên mất. Từ nãy giờ mình chưa chào bạn fan. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Marvel đấy bạn ơi. Ok bạn, thì hôm nay nè, mình đã quay trở lại để làm thêm một video Mini World mới cho các bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho Phong một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của Phong. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người đó nha anh em. Ok, còn bây giờ Phong phải đi đốn gỗ tiếp đây. Phong gọi là dạo này gọi là không có tiền ăn cơm mấy bạn ơi, buồn ghê luôn á. Ê, ủa? Bên kia nó có gì vậy ta? Ủa? Mấy bạn ơi, ở bên kia nó có một cái cây gì nhìn lão kìa. Ủa? Hình như là nó có hai đôi mắt nè, với lại nó có một cái miệng mấy bạn ơi. Trời ơi, tôi hiểu rồi. Bình thường mà cái cây mà nó có được mắt mũi miệng như thế này chỉ có thể là yêu quái xuất hiện thôi à. Con này mày xui rồi, mày gặp tứ trụ diệt quỷ là mày xui rồi. Mày gặp đội trưởng của tứ trụ diệt quỷ là mày xui rồi con ạ. Ok, ok, bây giờ mình sẽ lại mình tiêu diệt nó nha. Yeah, tao sẽ cưa mày. Cái cây này mày còn biết nói nữa. Trời ơi, cái cây này nó đã là yêu quái mày còn biết nói nữa bạn ơi. Ok, tao sẽ cưa mày. Cưa mày nè. Lên đây, đừng đánh tôi. Tao con kia, mày là ai? Tại sao mày lại đến làng Hero Team của tao? Mà tại sao mày lại còn biết nói nữa? Mày có phải là yêu quái không? Con cái đầu mày á, tao là thằng. Ủa, thằng hả? À, mày là con trai hả? Ok, ai biết đâu, tao tưởng mày là con gái. Thôi rồi, mày là ai? Mày đến đây làm gì? Tao xin giới thiệu với mày. Tôi là cái cây. Ủa sao nó mới hổ báo với mình lắm mà ta, nó kêu tao xin tự giới thiệu với mày xong nó nói là tôi là cái cây ta. Nó sợ mình rồi. Bây giờ người đánh cây rồi, bây giờ bộ láo người chặt cái cây sao, đừng chặt tôi mà. Cũng biết điều đó, mày mà láo với tao tao cưa mày chết mày hiểu không? Tao có cái cưa bằng kim cương xịn lắm nè. Ủa nhưng mà khoan, anh không cần cưa em tự đổ. Cái gì, anh không cần cưa em tự đổ? Mày là con trai mà mày đổ là sao, mày bị bê đê hả mày? Ủa nhưng mà khoan, tao hỏi nè, mày đến đây để làm gì? Mày có mục đích xấu gì? Mày đến đây để mày gọi là giết người trong làng Hero Team đúng không? Giết đâu mà giết, cây em là cái cây đứng đây nè, nhưng mà sống ở đây lâu quá thì được trần thánh người ta ban cho sức mạnh linh hồn cho em hóa thành tinh thôi. Thôi giờ bây giờ anh em mất mấy nghìn năm để trở thành một sinh vật rồi, anh tha em ấy. Hiểu rồi, vậy có nghĩa là mày là chỉ là một cái cây bình thường thôi, nhưng mà do mày sống lâu quá cho nên là mày thành tinh, mày biến thành cái cây biết nói chuyện luôn hả? Thôi mày ơi, em là một cái cây đặc biệt nhất trong khu rừng này, bởi vì các vị thần thấy là em là một cái cây gọi là có sức sống nhất nên đã giao cho em nhiệm vụ để đóng vai gọi là thần rừng thực tập. Thần rừng. Vậy là cái cây này không phải là yêu quái bạn ơi, mà cây này chính là thần rừng. Thần rừng hả? Ấy mà khoan, thần rừng hay là thần rú hay là thần nhà, thần đất, thần trời hay thần gì ta cũng giết hết. Vì bây giờ ta đã trở thành tiều phu đống củi rồi cho nên ta phải chặt mày để ta bán gỗ. Tao cưa mày ra. Đổ tạ đại cây khác đi, cây này quý lắm. Bây giờ đi, em mình đưa ra một thỏa thuận là chơi không? Thỏa thuận gì? Bây giờ nè, em giới thiệu anh là em là thần rừng nè, mới được chuyển hóa thành thành tinh nè. Bây giờ em đang có một cái món quà gọi là một cái gậy phép thuật cực mạnh. Đấy, em mới trôm ở trên thiên đình đảo, mới được thiên đình phát về đó. Cây gậy phép thuật hả? Cái cây này á, mày đã là yêu quái, mày còn coi Harry Potter nhiều quá cho nên mày bị ảo hả? Trên đời làm gì có gậy phép thuật, tao sẽ cưa mày ra. Anh bình tĩnh, trời đẹp trai gì mà nông tính đi. Đợi tí đi, đây anh cứ chơi thử cầm cây này nó ghê lắm nha. Nó có thể biến ra được tất cả những thứ gì mà anh muốn. Hả? Cây gậy phép thuật có thể biến tất cả những gì mà mình muốn? Sao nghe hấp dẫn quá vậy?
Thích thứ gì có thì được thứ đó luôn. Anh thích súng có súng, thích nhà có nhà đó, thích à tôi. À, bây giờ vậy là tao thích cái gì tao biến là tao thành cái đó luôn. Bây giờ tao muốn biến thành trưởng team của Hero Team, tao biến ra tao cũng thành trưởng team luôn đúng không? À cũng được luôn. Được luôn. U xịn vậy ta. À nhưng mà lỡ đâu cái cây để nói dối mình sao? À, cái cây kia, bây giờ mày hãy mau mau đưa cái cây gậy phép thuật đó cho tao. Nhưng mà tao nói mày biết nha, mày mà nói dối tao quay lại tao cưa mày ra xong tao cắt mày ra thành trăm mảnh. Tao bỏ lửa tao đốt luôn, mày hiểu không? Ôi trời ơi, đây em đưa anh cái gậy liền mà anh về anh thài mà thấy không hiệu quả, nên anh đốn em lúc nào thả được. Em đã nói rồi, anh không cần cưa em tự đổ. Ok, không cần cưa mày tự đổ đúng không? Rồi, một tí nữa tao mày lừa tao tao quay lại mày biến mất là tao sẽ kiếm mày cho bằng được luôn á. Tao nói mày biết trước nha. Tao có một đội quân hùng hậu đây cho mày coi. Đây là bé rồng của tao. Đó, thấy không? Bé rồng của tao có đặc điểm gì nó có thể phun lửa coi nè. Thấy không? Cây thì làm sao di chuyển được thời anh cứ về dùng thử đi, nếu mà không hiệu quả về đây trả lại cho em hoàn tiền. Ok, mày mà lừa tao là tao sử dụng con rồng tao phun lửa cho một cái là mày chụi đầu mày chọc lóc luôn, hiểu không? Rồi rồi. Đi thay mới thay. Rồi tha mà mau đưa tao cái gậy phép thuật coi. Đây nhanh lên. Nè. One eternity later. Trời ơi, vui quá các bạn ơi. Tự nhiên hồi sáng nay ra ngoài gọi là cái khu rừng đi mai, cái tự nhiên gặp được cái ông thần cây này, cái ông cho mình cái gậy phép thuật, có thể sử dụng phép thuật y như là Tôn Ngộ Không luôn. Trời ơi, xịn gì đâu hứa trời. Trời ơi, không biết á là cái gậy này á nó sẽ làm được gì ta. Thôi bây giờ mình sẽ vào trong làng nè, mình khoe với tất cả mọi người luôn anh em ơi, rằng là mình có cái gậy phép thuật nha. Trời ơi, xịn quá. Để coi có ai không mình khoe nè. Rồi để coi. Ở bên kia có Simmy với lại Sammy kìa. Ủa, để mình qua mình khoe, À, hello Sim Sam. Ồ, anh nhá. Hello. À, hai người đang làm gì vậy? À, tôi với... Trời ơi, cua hoàng đế cái gì đâu mà nhỏ xíu à. Yên tâm đi, một tí nữa tôi dùng phép thuật tôi biến cho cái con này to lên để cho bà với Sim tha hồ ăn luôn. Bây giờ nè, tôi chỉ cần sử dụng cây gậy của tôi nè, tôi hồ biến cái thôi là cái con cua hoàng đế của hai người này nó sẽ to bằng ngôi nhà của Sim luôn. Lúc đó một mình tha hồ ăn luôn, hiểu không? Đấy, trời chứ dăm ba con cua nó nhỏ xíu thế này ăn làm gì? Gì đâu, ăn cua hoàng đế đâu, cua hoàng đế có ăn cái gì cua gì? Trời ơi mấy bạn ơi, ông dịch này ông thông minh cái ha, mình mới vừa nhắc đến đồ ăn cái là ông phóng từ đâu ông chạy ra liền luôn trời. Khoan mọi người ơi, đi qua đây là làm công ích nè. Làm công ích thì làm gì thôi kệ anh em không cần biết anh dọn rác hay là đi làm gì không cần biết. Nhưng mà mọi người ơi, em nói mọi người nghe nè, hôm nay nè em mới vừa vào trong rừng và em kiếm được cái này hay lắm nè. Xin giới thiệu mọi người, trên tay của em chính là một cây gậy phép thuật dùng để biến hóa phép thuật. À ghê không? Cầm cái kẹo mà cây gậy phép thuật. Ủa cái gì mà cười? Ông mấy tuổi ông còn chơi trò con nít vậy? Không nên là móc đúng là cái gậy pháp thuật cực mạnh à? Trời ơi, mấy bạn ơi, mấy người này không tin cái cây gậy mình đang cầm trên tay là cây gậy phép thuật, họ còn cười mình nữa. Đừng bao giờ xem thường người khác. Bọn mình bù do. Ok rồi, bây giờ để mình thử biến phép thuật cho bọn họ sợ chơi coi. À, ok, bây giờ ba người không tin đây là gậy phép thuật đúng không? Lại đây, giờ đây, lại đây. Lại đây nè, tôi sẽ biểu diễn cho ba người coi. Ba người không tin tôi gì. Ok, được thôi. Bây giờ để xem coi. À, ở chỗ này có gì không ta? À, chỗ này đâu có cái gì để mình biến đâu. Hay là giờ mình sẽ hỏi ý mọi người đi. Ok, bây giờ thế này đi. Em sẽ hỏi ý của ba người. Ba người muốn em biến ra cái gì là em biến ra cái đó cho mọi người luôn. Tin không? Thế bây giờ tôi thách ông biến cái nhà tôi á. Hả? Biến cái nhà hả? Trời ơi, biến cái nhà là chuyện quá bình thường. Ở nhà biến cái nhà thành gì tôi không biết. Trời ơi, ta biến cái gì to mà cô không biết đường biến, nó biến gì cũng được hết đúng không? Đúng vậy, biến cái gì cũng được hết. Trời ơi, hôm nay là chim. Anh thấy là trời hôm nay là ngửa mặt lên là đó. Nắng muốn chết luôn á. Hôm nay anh lại cực kỳ muốn đi tắm biển, nhưng mà trời nắng quá nên anh không muốn ra ngoài biển. Bây giờ thắt phòng cận biến trong nhà anh có cái hồ bơi để anh được tắm. Trời ơi, chuyện dễ. Biến cái nhà đi. Biến cái nhà của nhà dịch đó hả, nhìn nhỏ xíu y như cái nhà dành cho gà ở vậy đó. Mà cái nhà nhìn thấy như cái chuồng gà vậy đó. Thôi được rồi, ok. Muốn có hồ bơi, có phong cận ở đây, cái gì cũng có thể biến thành hồ bơi được hết. Trời ơi. Biến hồ. Trời ơi. Bơi nào. Ok, đợi xíu. Cái chuồng gà như thế này Phong còn biến thành có biệt thự được mà. Ok, xem này nha. Ơi, Umbala xì bù biến ra hồ bơi. Okay, bơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê, trời, trời.
trời mấy bạn ơi, cái cây gậy này nó có phép thuật thiệt mấy bạn ơi. Mới đầu sao như lộ chủ đề, sao anh bảo biến thành hồ bơi mà sao giờ thành sóng thần rồi? Em cũng không biết luôn anh. Tự nhiên ủa kỳ ta, ủa trời mấy bạn ơi, vậy là cây gậy này nó có phép thuật thiệt nè. Hồi nãy mình còn đa nghi, mình không tin, mà bây giờ mình tin thiệt rồi. Ủa chết rồi, chết Tim ơi, mọi người ơi mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Dịch ơi, chạy ra đây anh, coi chừng chết đuối giờ. Trời ơi, chết đuối mày mắc cái nhà trời ơi. Ông FPC anh ơi, sao sao chạy. Trời ơi là trời, ổng gọi là cái nhà ổng ngập nước rồi mà ổng còn lo cho cái vàng PC của ổng, không chạy vô nhà ổng lấy vàng PC ra cho bằng được mấy bạn ơi. Trời ơi trời. Không, là sao làm lít của anh coi. Thôi được rồi. Thôi cái này là em xin lỗi, cái này là lỗi của em. Em cũng đâu ngờ là em sức mạnh phép thuật của em nó kinh khủng vậy đâu. Hồ biến cái tự nhiên hồ bơi mà biến thành sóng thần luôn, ghê thiệt. Thôi được rồi. Bây giờ để đền tội mọi người lại đây. Đứng bên đó, nguy nguy hiểm lắm, qua đây. Trời ơi Dịch ơi, em xin lỗi Dịch rất là nhiều luôn. Bây giờ cái nhà Dịch đã thành ra như vậy rồi, cho nên em cũng gọi là rất là xin lỗi Dịch. Thôi bây giờ thế này đi, mọi người muốn cái gì em biến tiếp cho mọi người để xin lỗi nè. Mọi người muốn gì? Nói. Tin nó chuẩn bị biến cả cái làng này thành sóng thần. Đừng. Trời. Tào lao, chỉ lỡ tay thôi mà. Bây giờ sim đi, sim ước cái gì đi phỏng biến cho. Biến cái gì cũng được hả? Đúng rồi. Khó gì ta. À thôi, dù sao thì nãy chưa gọi là cũng biến cái nhà, bây giờ gọi là mọi người cũng đang gọi là rất là đói bụng rồi, bây giờ ông biến cho cái gì cho tụi tôi ăn được đi. Đó, cho đỡ bực mình á. Biến ra đồ ăn. Trời ơi, đơn giản. Cứ tưởng là biến ra cái gì khó lắm, hóa ra chỉ là biến ra đồ ăn thôi. Vậy thì quá đơn giản rồi. Rồi, mọi người lại đây. Ủa sao mọi người đứng xa vậy? Mọi đứng người xa sợ xa. Đứng xa. Không biết tôi thành đạt quay, bây giờ quay sao lúc khỏe. Yên tâm đi, tôi không biến mọi người thành đồ ăn đâu. Trời yên tâm. Coi tôi nè. Úng bà là chị bùa. Bùm. Đó, ok, xong rồi nè. Bây giờ em đã biến ra được một cái rương chứa đầy đồ ăn. Mọi người đợi em xíu nha. Ôi hồi hộp quá anh em ơi, mình biến ra được cái rương rồi nè, nhưng mà không biết bên trong cái rương có đồ ăn thiệt hay không đây. Mấy bạn thử đoán coi nó có những món gì ngon nha. Trời ơi, mình nghĩ ra đồ ăn ngon này. Ok, kiểm tra thử xem. Hey. Wait a minute. mọi người đợi em xíu nha. Ui cái gì vậy trời, tự nhiên biến cái gì không biến, biến ra đồ ăn không biến, biến ra mấy cục này vậy. Trời ơi, cái gì vậy? Dọn. Đi ra coi. Dọn. Ê bình tĩnh trên đây, đừng mở rương. Trong rương đâu có gì đâu, thấy không? Trong rương đâu có gì đâu, đợi em xíu. Mọi người ơi, đây, mình có biến cho mình đồ ăn để đền bù mà sao móc ra. Ôi mọi người ơi, mình nói mọi người nghe nè, hình như là cái gậy phép thuật này nó bị lỗi gì á mọi người ơi, nó biến tùm lum đồ hết à. Thôi từ từ để mình làm lại, mình phải lấy cái đống này mình đi mình dục mới được. Trời, nghĩ sao biến cái đống này vậy? Trời, ok rồi. Bây giờ mình quay lại mình biến lại mới được. Mọi người ơi, mọi người đợi em lâu không? Em làm lại nha. Ôi, hồi hộp quá. Úm bà là xì bùa, đồ ăn hiện ra, lần này chắc chắn phải là đồ ăn. Hey, ok, rồi, mình đã biến xong rồi bạn ơi. Không biết lần này nó có ra đồ ăn thiệt hay không đây, nó mà ra thêm cái cục gì nữa chắc mình chết luôn á trời. Ok, để lại coi lại coi. Bình tĩnh, ok. Mở ra nè. Wow, quá trời đồ ăn luôn các bạn ơi. Ê, mọi người, lại, coi nè. Đồ ăn quá trời luôn, trời thả hồ ăn đi, trời ơi. Quá trời đồ ăn luôn. Cái này được á. Cái này được đúng không? Ăn thoải mái đi, cái này không bao hết. Trời ơi bạn ơi, vậy là cây gậy phép thuật này cuối cùng thì nó cũng đã theo ý mình rồi bạn ơi. Biến được quá trời đồ ăn luôn. Trong này có nước uống gì đặc biệt lắm nè mọi người, uống nè mọi người. Mọi người thấy tôi ngầu không? Tôi biến ra được đồ ăn cho mọi người luôn á, ghê chưa? Còn ai không tin tôi nữa không? Còn ai không tin cái cảnh thật nữa không? Là plé. Trời ơi. Thôi rồi bây giờ mọi người cứ ăn uống thoải mái nha. Cái này là đồ phong tặng mọi người đó, ăn uống thoải mái đi, ăn chê đi, quẩy đi. Ok, bây giờ bắt cái này. Ủa dịch cười gì vậy? Trời ơi, được con đây. Cả một cái nhà to bự kia mà còn lấp hết nước vì em để cho mình mấy cái đùi gà đó kia. Thôi Dịch ơi bình tĩnh, cái nhà của anh một tí đó em biến lại bình thường cho, có vậy thôi cũng khóc nữa, trưởng tim gì đâu mà chứ đuối. Yên tâm không? Chắc. Ok. Bây giờ để mừng ngày phong tận tivi đã học trở thành gọi là gì ta, thầy bói à, quên rồi, pháp sư đó. Bây giờ chúng mình nâng ly chúc mừng phong tận đã học được phép thuật mới. Nâng ly. Uống đi. Trời cái này là đồ phong tận đó. Chạy. Ủa cái gì vậy? Ủa xin mời sao không đạo này, em thức đêm nhiều sao mặt em xấu vậy? Ủa cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Ủa cái gì vậy mọi người? Ủa tự nhiên
bình tĩnh mọi người, bình tĩnh để tôi à, tự nhiên hay không mọi người bị biến thành cái đống này vậy trời. Ủa mấy con này là con gì vậy? Ác quỷ hả? Ôi trời mọi người đợi mình xíu nha. Trời ơi anh em ơi, cái cây gậy này nó lại bị lỗi nữa rồi. Mọi người trở lại bình thường lại nè. Ôi, trời ơi may quá trời, tôi tưởng mọi người biến thành ác quỷ luôn là xong luôn á. Trời ơi hay quá. Biến mấy cái gì đâu không biết, nãy thì biến cái phân heo, giờ biến cái đồ ăn vô thì người ta biến thành quỷ là sao? Trời ơi Dịch ơi, Dịch bình tĩnh nha, Dịch lần nào cũng quýnh em hết chị. Cái này là em biến lỗi xíu mà là mọi người quýnh em hoài, em giận ghê luôn á. Rồi thôi vậy, bây giờ biến cái đồ ăn cũng không được mà biến cái hồ bơi cũng không xong. Bây giờ mọi người muốn gọi là mọi người biến cho mọi người có sức khỏe mạnh mẽ, hay là mọi người muốn biến cho mình cao lên 1m8 giống như em, hay là biến cho mình mập lên giống như Timmy, thì mọi người cứ nói em biến giùm cho mọi người luôn nè, để em chụp tội. Sao nghi ngờ vậy ta? Có khi nào biến yên tâm, có khi nào mà mình kêu nó biến mình thành gọi là to khỏe, rồi biến mình thành hút mà biến lên cao là thành Slenderman ta? Mọi người yên tâm lần này là làm được. Rồi bây giờ là người nào ước đây, bây giờ người nào muốn cái gì phong biến cho nè. Nói đi. Dịch ơi. Thôi tôi đi. Hả? Gì? Sao mà? Sao muốn gì nè? Hồi vừa là anh Dịch với Simmy giải quyết, rồi bây giờ đến tôi nè. Ok. Sao nói đi. Không làm được. Ok. Thì thường thường á là ông lúc nào cũng ngủ hết đó, lúc nào cũng để tôi đi chờ hết á. Mà lúc mà tôi lên chờ cái là chờ đóng hết rồi. Bây giờ tôi mong ông biến tôi thành một người chạy cực kỳ nhanh, có tốc độ cực kỳ nhanh luôn, để tôi ra chợ tôi mua đồ nhanh. Đó, tôi về nhà tôi nấu ăn. Hóa ra là Sam muốn là tốc độ chạy của Sam nhanh hơn đúng không? À đúng rồi các bạn ơi, tại vì Sam lùn quá cho nên là Sam chạy chậm rồi, đúng rồi. Ok. Thôi được rồi, bây giờ nè, yên tâm đi. Bây giờ Sam gọi là 1m5, tôi cũng biến Sam thành 1m8 được. Bây giờ Sam muốn chạy nhanh đúng không? Rồi ok. Đứng im chỗ đó đi, không biến cho coi nè. Ba la xì bùa. Sammy cao lên 1m8. Pum. Rồi đó, xong rồi đó. Rồi ok, bây giờ Sam thử Sam chạy cho tôi coi. Ok, để tôi chạy okay. Chạy thử đó. Yên tâm đi, một khi chạy rất là nhanh luôn. Ê, còn cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao chạy nhanh quá vậy? Trời. Sao ơi, hình như cái này có gì chưa sai không? Hình như cái này là tóc biến luôn chứ còn chạy gì nữa. Trời ơi, phải chạy nhanh quá vậy. Ê, có chân Sam ơi, có chân rồi xong té xuống bùn mình nước rồi. Chạy hay là chơi giờ flash đi. Ui, đồ là bao phê nè. Ê, trời. Rồi xong. Rồi chạy nhanh quá đâm hàng giao thông thấp. Rồi xong, chạy nhanh quá xong té luôn rồi. Chạy làm gì vậy? Sao đâm rồi nè? Tôi có làm gì đâu, thì bà ước bà được chạy nhanh, tôi cho bà chạy nhanh vậy là quá tốt rồi. Trời ơi, em nói thiệt nha, tốc độ này mà đi chậm chó là hợp lý luôn á. Vậy là chứ bí bao phê rồi, rồi lên mua cột điện rồi làm mồ chứ làm gì nữa. Trời ơi, sao mày biết có nghe chạy nhanh vậy? Trời ơi mấy bạn ơi, với cái tốc độ của Sammy ha, chẳng hạn giờ có một con chó đang đứng ở bên lề đường, Sammy dèo qua cái mất tiêu con chó. Ê, nhưng mà ít chết rồi mọi người, bây giờ Sam bị giờ sao? Giờ mình nghĩ rằng mình phải dẫn Sam đến bệnh viện thôi. Chứ còn cái nhà của anh thì sao? Cái nhà Dịch hả? Cái nhà Dịch thì bỏ đi, quan tâm làm gì? Mất gì? Thôi bây giờ mọi người ở đây nha, Phong về nha. Và bye bye mọi người. Ơi, tính là từ đầu bây giờ nó kêu là nó có phép thuật hay lắm. Rồi nó qua nó lấp cái nhà người ta bằng nước, nó cho người ta ăn đồ biến thành quái vật, rồi bây giờ nó cho con gái người ta đâm vào hàng rào nó đi bỏ chạy cho ba. Em không biết gì đâu. Bà là phép thuật chạy nhanh. Chạy ra sa mạc luôn. Phép thuật chạy nhanh. Ui nhanh quá bạn ơi, nhanh quá. Trời, cái này mình kiểm soát không được rồi. Ok bạn ơi, cuối cùng mình cũng trốn được rồi. Sử dụng phép thuật chạy nhanh cái là mình phóng ra tới bên nào luôn. Rồi xong chết teo luôn. Ủa? Nơi này là nơi nào? Ủa? Đây là đâu? Ủa chỗ này là chỗ nào vậy? Rồi xong luôn, mình bị lạc ngoài đảo hoang rồi bạn ơi. Chỗ này là chỗ nào vậy? Rồi toang luôn, trời ơi. Này là cái tật gọi là lanh chanh nè. Trời, sử dụng cái gậy này không biết cách sử dụng cho nên là bây giờ phá hoại luôn rồi. Sammy á thì bị gọi là ngất xỉu luôn, chạy nhanh quá tung vô hàng rào ngất xỉu. Nhà của Mr. Dịch á thì banh chành, biến thành luôn một cái dũng nước gọi là sóng thần luôn. Trời ơi trời, buồn quá. Thôi, mình nghĩ rằng là mình nên kết thúc video tại đây thôi, chứ không thôi mình lại gây rắc rối cho mọi người nữa. Trời ơi trời.
không biết rằng là dịch Simmy với lại là Sammy có giận mình không đây. Có khi nào dịch đuổi mình ra khỏi Hero Team luôn không ta? Thôi chắc không có đâu. Ok, ok bạn ơi, mình nghĩ rằng là mình sẽ phải kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team đăng kiếm họ cho mọi người nữa nha anh em. Và anh em đừng quên là hãy qua bên kênh anh Dịch Xin Lỗi Anh Dịch giùm cho Phong nha, chứ nôi Dịch giận Phong luôn á. Trời ơi, buồn quá. Phong bỏ nhà ra đi đây, bye bye mọi người.